Xin chào cả nhà theo dõi kênh của Nha Khoa Anna. Ngày hôm nay Anna sẽ chia sẻ cho cả nhà một cái bí quyết để giúp bảo vệ răng sứ sau khi mình đã làm sau nhiều năm vẫn sáng và bóng. Có 3 bí quyết thưa cả nhà. Thứ nhất đó là mình phải bảo vệ và đánh răng miệng đúng cách. Như là đó là mình sẽ chọn những cái bàn chải, như là bàn chải nó mềm nè, đừng quá cứng. Hoặc phải chọn những cái kem đánh răng có floor để cho giúp cho cái răng của mình được bảo vệ. Và thứ ba là mình hãy nên dùng chỉ nha khoa. Trong quá trình mình đánh răng xong á, sau khi vệ sinh á, thì mình nên sử dụng, nó tốt nhất thì hãy dùng mấy tấm nước để vệ sinh răng. Cũng như thứ hai nữa đó là hãy dùng chỉ nha khoa để lấy sạch những cái thức ăn, những cái cặn bã còn dính lại trên cái những cái răng. Và bí quyết thứ hai cho cả nhà là chúng ta hãy chọn thức ăn. Chọn thức ăn thật là đúng rồi. Bằng cách nào ạ? Mình sẽ thể chọn thức ăn mềm, cũng đừng quá cứng, cũng đừng quá dai, thì nó sẽ dễ dàng dính răng của chúng ta. Như vậy thì nó không sẽ không đảm bảo được những cái răng của ta là cái men răng của mình được bảo vệ. Và trong quá trình mình chọn răng như vậy thì tốt nhất anh em khuyên cả nhà là chúng ta hạn chế sử dụng những cái thức ăn có màu như là trà, cà phê, bún bò, bò kho, tất cả nước ngọt chẳng hạn. Như vậy thì sẽ ảnh hưởng tới cái màu răng của chúng ta. Và cuối cùng thứ ba thì cả nhà bí quyết là chúng ta phải khám định kỳ 6 tháng là mình sẽ đến với nha khoa gần nhất để mình được kiểm tra lại hàm răng của mình và vệ sinh răng miệng. Như vậy thì nó sẽ đảm bảo là chúng ta luôn luôn có một cái hàm răng sứ được sáng và bóng và tự nhiên, cũng như giúp chúng ta tự tin hơn trong nụ cười của mình. Nếu cả nhà mình còn câu hỏi nào thì có thể đặt câu hỏi lại với anh Na. Xin cảm ơn, xin chào.